Suối nước nóng Kinosaki là điểm tham quan tiêu biểu của vùng Kansai. Thị trấn suối nước nóng này nổi tiếng với lịch sử lâu đời hơn 1.300 năm. Du khách có thể tham quan trải nghiệm 7 suối nước nóng khác nhau, trong đó đắm mình vào bồn ngâm hang động, bao quanh bởi vách đá cũng là một cảm giác thú vị. Ngoài ra, du khách sẽ có cơ hội thưởng thức hải sản tươi sống được đánh bắt từ biển Nhật Bản và cả thịt bò Tajima Uchi, nguyên liệu chính của món bò Kobe nổi tiếng thế giới, tại các nhà hàng nối đuôi nhau trong thị trấn đậm chất hữu tình. Cũng có thể thưởng thức các màn biểu diễn cá heo và sư tử biển nổi tiếng tại thủy cung Kinosaki Marine World ở gần đó, ngắm nhìn tận mắt những chú cá bơi lội uyển chuyển trong bể cá sâu nhất Nhật Bản với độ sâu 12 mét.